Chào anh em nhá. Hôm nay mình review cho các bạn cái máy sấy 17 cân. Đó, đây là trong cái khuôn hình đây các bạn đang nhìn thấy là cái máy 17 cân đây. Máy này thì nó mang cái hiệu của Samsung. Đây là dòng máy sấy thông hơi. Nó sử dụng điện gia đình bình thường. À, máy này thì có cái lồng hoàn toàn là bằng inox và nó sấy đảo chiều. À, nó có vì nó đảo chiều được nên là nó sẽ chống rối này, chống nhăn. Công suất sấy là 17 kg trên một mẻ. Thời gian sấy của nó là từ 0 đến 60 phút là khô. Nó tùy vào cái lượng đồ của mình và cái nhiệt độ nó cài đặt được từ 40 cho đến 110 độ. Đấy, cũng do mình chỉnh luôn, mình muốn bao nhiêu thì nó sẽ ra cái nhiệt bấy nhiêu. Và khi mà sấy khô ấy thì nó sẽ tự ngưng, tự dừng. Nó sử dụng điện bình thường 220 đây. Đấy, nhưng mình đang cắm điện đây này. Đấy. À, lồng thì hoàn toàn bằng inox đây. Đó. À, đây là cái đường thoát nhiệt. Cái nhận sấy của nó là ra đây. Cái này nó chạy toàn bộ cái linh kiện ấy bằng hệ thống công nghiệp nên là rất là bền bỉ. Máy thì sử dụng rất là êm. Công suất thì 2.400W cho đến 3.500W, rất là tiết kiệm điện. Em với cái đồ bên trong đây, mình sẽ mở ra cho các bác xem. À, cái lồng của nó đây. Đấy, hoàn toàn bằng inox hết. Đấy, đây là cái khay lọc. Cái này là để lọc lọc cái bụi vải đây. Máy này thì nó còn mới tầm 99%. Máy nhập khẩu. Đó, cái này là để khi mà sấy thì cái bụi vải đã rơi đây và khi các bạn nhớ vệ sinh. Ở đây mình đã dán sẵn một cái nhãn này. Cái nhãn nào nhớ vệ sinh định kỳ đấy, là cứ khoảng 5-3 ngày gì đấy các bạn thấy nó đầy lên thì các bạn vệ sinh nó đi. Thì ở đây thì chỉ có hai cái topper nó bé xíu à, nhưng mà cho vào đây thì mình cho vào lồng cho các bạn xem. À, thì cái này nó cho vào đây thì nó nhỏ bé quá. Đấy, lồng thì rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. À, hệ thống canh cửa của nó thì rất là gioăng, nó bằng cao su hoàn toàn silicon cao cấp đó, rất là kín khít chứ không như những cái ấy khác đó, bền bỉ. À, chất lượng lắm, từ cái bàn lề cửa nó cũng chất lượng đấy. Cái này khi mà mở cửa ra ấy, thì nó sẽ tự ngưng và khi nào mà các bạn đóng cửa vào thì nó sẽ chạy tiếp. Đấy. Đó. Cái thời gian sấy đây là mình đã để sẵn đây. Thì đây là cái công tắc nguồn. Ví dụ các bạn muốn nó ngưng thì các bạn xoay cái này lại. Đấy, về không. Đấy là nó ngưng. Đấy, vậy là nó ngưng ở đó. Nó không có chạy. Đấy, khi nào mà các bạn muốn chạy thì các bạn vặn nó lên. Ví dụ các bạn muốn chạy 30 phút này. 40 phút thì gì đấy tùy các bạn chỉnh. Đấy, xong rồi các bạn nhấn nút nguồn này. Nhấn đây này. Đấy, là nó chạy tiếp. Đó. Mỗi một mẻ nó sấy được 17 kg đồ khô nên là nó khô rất là nhanh. Khô nhanh, nhiệt độ sấy cao. Và thấp là do mình tùy chọn. Trung bình một cái chăn khoảng 5-6 cân ấy thì nó sấy khoảng 35-45 phút là khô à. Đó. Máy thì hoạt động rất là êm ái, có đảo chiều nó chống rối. Thì máy này mình bên mình cũng đang hiện tại đang chào bán với cái giá bán là 18 triệu 500. Đó. Cái này nó có hỗ trợ hệ thống đèn tím tím này. Mọi người hay gọi là đèn UV. Đó. À, cái này ấy thì
vì nó sử dụng điện gia đình bình thường nên là rất phù hợp với những bạn mà có nhu cầu là sấy ở gia đình hoặc là các bạn kinh doanh dịch vụ thì sấy cái này nó rất là nhỏ gọn. Cái này nó có thể trồng tầng, nó có thể trồng lên trên cái máy này, trồng lên trên cái máy giặt hoặc để bên cạnh đều được. Đấy, nó đều thoải mái, có thể xếp được. Đó. Cái này thì số lượng nó cũng không có nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ với bên mình, số điện thoại là 098 198 464. Đấy, đây là cái nhãn logo mình dán sẵn đây. Đấy, các bạn có nhu cầu thì gọi số điện thoại thì bên mình sẽ cung cấp máy và vận chuyển đến tận nhà các bạn nhé. Đó. Máy này thì còn đẹp tới 99% mà đời rất là cao, đời 2021 luôn. Đấy, về cái dòng dân sinh này thì gần như bây giờ là hiện tại máy này là hiện đại nhất tại Việt Nam đến thời điểm này. Có kết cấu của nó hơn đứt tất cả những cái máy sấy dân sinh khác. Đó. Ok, cảm ơn các bạn luôn ủng hộ trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.